Xin chào với anh em yêu quán kênh Bonsai BN. Chúc anh em một ngày lễ thật là vui vẻ. Mình lên với mấy anh em một cái cây hạ châu úp sen. Dòng này quý anh em đang rất là thích nè ha. Dòng lá nó rất là đẹp. Đó là dòng mà lá xoắn. Xoắn mà khi nó về nó xoắn nè. Và khi cái đầu lá nó lên sẽ úp sen rất là đẹp nha quý anh em ha. Coi nè. Đọt đỏ nó nha quý anh em. Đọt đỏ thẳm luôn ha. Vậy quý anh em xem nè. Đây là những cái cây mẹ của nó ha. Mẹ của nó nè. Rồi này thì mình chưa có những chiếc giống lẻ nha quý nha, chưa có chiếc giống lẻ tỉ. Đây thấy không? Lên rất là búp, nó rất là đẹp, là xoắn rất đẹp luôn quý nha. Từ đây quý nha, mình có một cây duy nguyên bản luôn. Rất là đẹp nha quý nha. Ha, cùng chung với nó, cùng chung có trúc lá luôn. Thấy không? Mình đừng có nhìn cái búp sen này, mình nhìn cái lá dè của nó thôi. Đây là cái lá dè chân của nó nè. Cây này cây duy nguyên bản rất là đẹp nha quý anh. Có đế đang hòn hết chứ không phải cây chiếc nha quý anh em, cây duy luôn hả. Thì giao dịch với quý anh em nào thích thì alo nha. Thích alo nha. Đây vừa về chơi làm giống mà vừa về mình đã đi hai chi. Hai chi chuẩn cho quý anh em luôn rồi ha. Rất là đẹp luôn. Loại này. Hoa trái nó thì khỏi phải chê luôn quý anh em, nó tức nó sung là nó ra không có vấn đề. Chứ dòng búp sen là quý anh em phải chê. Hàng đảo rất là đẹp, đã anh thấy không? Rất là đẹp. Rồi anh em cần alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Mình đã đi vô nước demo nước 1 rồi, ép chậu ok cho quý anh em luôn ha. Cái đây đế có rễ đồ lắc luôn, có lắc. Từ đây này. Lắc lên từ đây không ha. Rồi, xem lại chút, anh em thích alo nha. Xem rất là đẹp. Đẹp nha quý anh em. Rất là chuẩn luôn, để cho quý anh em mình chơi luôn ha, rất là tròn và đẹp luôn, rất là duyên luôn ha, chuẩn đang hoàng, đọt đỏ đang hoàng nha quý anh em, nguyên bản đó luôn ha, cái này là không có nhánh chiếc nha, mình không có nhánh chiếc quý anh em, cái này do đang nuôi hết những cây này là những cây đẹp hết để làm tác phẩm nên không có cái cây nào mà chiếc hết á.